Xin chào tất cả các bạn, mình là Kim Trinh. Chào mừng các bạn ngày hôm nay đã quay lại với kênh của chúng mình. Trận đấu Kylian Mbappe vượt Ronaldo, Messi lần đầu tiên lên đỉnh thế giới. Năm 2018, Kylian Mbappe được vua bóng đá Pele chào đón cũng như nhận mưa lời khen sau khi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ghi bàn ở trận chung kết World Cup cũng như chiếm luôn danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Với bàn thắng tung lưới Croatia, Kylian Mbappe đã làm được điều tương tự như vua bóng đá Pele thực hiện cách đây 60 năm, trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn thắng ở một trận chung kết World Cup, cùng xem lại trận đấu đáng nhớ của cầu thủ trẻ hay nhất thế giới hiện tại nhé. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Like Fanpage Bóng Đá Hài Hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ chúng mình các bạn nhé. Chiếc cúp vàng thế giới là thứ mà Messi và Ronaldo dường như dành cả sự nghiệp để theo đuổi. Thế nhưng cho đến bây giờ, hai siêu sao sáng nhất của làng túc cầu vẫn chưa thể đưa nó vào bộ sưu tập danh hiệu riêng của mình. Không thể phủ nhận rằng, cho đến hiện tại, thất bại ở giải đấu World Cup đã ảnh hưởng không nhỏ đến tầm vóc của CR7 và M10. Dù những gì họ cống hiến cho người hâm mộ từ trước đến nay là không gì sánh nổi. Nhiều người cho rằng một trong hai sẽ chỉ là GOAT khi đứng lên đỉnh cao của thế giới. Trong khi đó, Mbappe khi chỉ mới 19 tuổi đã chinh phục danh hiệu mà cả Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo thèm khát. Đó là cái ngày mà anh cùng đội tuyển Pháp nâng cao chiếc cúp vàng thế giới sau khi đánh bại Croatia tại vòng chung kết World Cup 2018. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi xem lại trận đấu hấp dẫn ấy. Đội tuyển Pháp đã thể hiện phong độ cực ấn tượng. Họ vượt qua hàng loạt những tên tuổi lớn như Argentina, Uruguay và Bỉ để giành quyền vào chung kết. Trong khi đó, Croatia cũng rất nỗ lực để giành vé bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải. Gặp Pháp ở trận chung kết, Croatia đang thua thiệt về mọi mặt, từ lịch sử đối đầu, thể lực đến thời gian nghỉ. Thế nhưng, với mục tiêu giành cúp vàng thế giới thì chắc chắn cả Croatia lẫn Pháp đều sẽ bung hết toàn bộ những gì mình có trong trận đấu quan trọng bậc nhất này. Bước vào trận đấu, cả hai giữ nguyên đội hình trận thắng bán kết. Tuy nhiên, Croatia đã khiến thế giới phải giật mình khi nhập cuộc với một thế trận lấn lướt hơn. Họ chơi pressing toàn sân với những pha dốc bóng tốc độ ở hai cánh. Trong khi đó, các học trò của huấn luyện viên Deschamps vẫn trung thành với lối chơi có thiên hướng phòng thủ, chậm mà chắc. Về mặt lý thuyết, huấn luyện viên Zlatko Dalic bên phía Croatia thừa hiểu rằng Pháp rất giỏi giăng bẫy những đối thủ đá tấn công, nhưng nhịp độ dồn dập và những đòn đánh rác vào hàng tiền vệ Pháp giúp Vatrini gây không ít ngỡ ngàng cho đối thủ. Pháp thực sự đã bị rối loạn trong khoảng 15 phút đầu. Họ chuyền bóng sai khá nhiều, không thể giữ trái bóng trong chân để tấn công. Người Croatia có lẽ đã bắt đầu mơ mộng, nhưng một gáo nước lạnh bất ngờ dội xuống. Phút 18, quả cầu bóng sở trường của Antoine Griezmann bỗng dưng lại biến thành bàn thắng nhờ cú đánh đầu phản lưới nhà của Mario Mandzukic. May mắn đã thuộc về Les Blues. Dù vậy, lợi thế dẫn bàn của đội tuyển Pháp không kéo dài được quá lâu. Đúng 10 phút sau tình huống mở tỷ số, các cầu thủ Croatia đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tiền vệ Ivan Perisic có một pha xử lý vô cùng khéo léo trong vòng cấm, loại bỏ sự kèm cặp từ N'Golo Kanté để tung cú sút chân trái rất quyết đoán, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Khoảnh khắc người hùng và tội đồ chưa bao giờ mong manh với Perisic đến như thế. Chỉ khoảng chừng 10 phút sau khi lập công, tiền vệ sinh năm 1989 để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, biếu đội tuyển Pháp quả penalty quý giá. Sự xuất hiện VAR trong tình huống này vô tình tạo nên một trận chung kết thú vị, và Griezmann sau đó cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên thực hiện thành công quả phạt đền nhờ công nghệ VAR trong một trận chung kết World Cup. Sau khi quay về thế bị dẫn bàn, Croatia tiếp tục tăng sức ép khiến khu cấm địa Pháp lộn xộn. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của học trò huấn luyện viên Zlatko Dalic chưa thể đánh bại được hàng phòng ngự của gà trống. Hiệp 1 kết thúc, Les Blues dẫn trước 2-1 với hai bàn thắng của họ đều ghi dấu của Griezmann từ các pha cố định. Không lấy làm lạ khi Croatia đẩy cao đội hình tấn công ở hiệp 2, không tìm kiếm bàn thắng, và khi ấy cũng là cơ hội để các tiền đạo của những chú gà trống Goloa khai thác sơ hở nơi hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, khi hàng công Croatia chưa tìm được mảnh lưới của Pháp, thì hàng thủ liên tiếp bị quay cuồng bởi những bước chạy thần tốc của Mbappe, điển hình là pha bóng tốc độ của ngôi sao sinh năm 1998 ở phút 52. Phút 59, hàng thủ Vatrini lại rối bời khi bị hút theo pha dốc bóng của Mbappe bên cánh phải, để rồi chân sút PSG truyền vào trong. Lưới của đội bóng vùng Balkan một lần nữa rung lên khi Paul Pogba tung ra một pha dứt điểm từ sát mép vòng cấm. Hy vọng lùi ngược dòng của Croatia hoàn toàn sụp đổ ở phút 65 sau cú đại bác tầm xa tuyệt đẹp của Mbappe. Đó là bàn thắng thứ tư của tài năng trẻ này tại Nga và giúp cầu thủ đang khoác áo Paris Saint-Germain đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ tuổi teen thứ hai lập công trong một trận chung kết World Cup sau vua bóng đá Pele. Tưởng chừng như các học trò của huấn luyện viên Zlatko Dalic không còn bất cứ động lực thi đấu nào, thì bất ngờ đội trưởng đội tuyển Pháp, thủ thành Hugo Lloris lại biếu cho đối thủ một bàn thắng với pha xử lý ngớ ngẩn, đưa bóng vào chân Mario Mandzukic ngay trước cầu môn ở phút 69. Trái bóng lăn vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cả sân vận động Luzhniki. Sau bàn thua này, các cầu thủ Pháp chủ động lùi sâu để bảo toàn tỷ số với hàng phòng ngự dày đặc, khiến đối phương gặp muôn vàn khó khăn trong việc tấn công. Các chân sút Croatia dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể làm rung mảnh lưới của đối thủ. Những bước chạy không ngừng nghỉ với tinh thần quyết tâm cao độ của các cầu thủ Croatia,
Thứ đã chạm tới trái tim của triệu triệu người hâm mộ trên toàn thế giới đã ngã mũ trước một chiến thuật đầy toan tính và lý trí của Les Blues. Nỗ lực của đội bóng huấn luyện viên Zlatko Dalic ở phần còn lại của trận đấu không thể khuất phục được sự chắc chắn của những chú gà trống Goloa. Cuộc Pháp giành chiến thắng 4-2. Sau tiếng còi mãn cuộc, nước mắt đã chảy trên khuôn mặt của một số thành viên tuyển Pháp và Croatia. Với Pháp, đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, còn Croatia là nước mắt của sự luyến tiếc. Nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Zlatko Dalic vẫn có thể ngẩng cao đầu ở kỳ World Cup này vì màn trình diễn với lối chơi tấn công đẹp mắt và tinh thần bất khuất của họ. Trong khi đó, giữa niềm hân hoan của người Pháp, huấn luyện viên Deschamps có lẽ là người vui nhất khi ông trở thành nhà cầm quân thứ 3 trong lịch sử giành chức vô địch World Cup ở cả vai trò cầu thủ và huấn luyện viên. Còn riêng đối với Mbappe, danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018 chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho những gì anh đã thể hiện. Không chỉ riêng trận chung kết mà trong toàn giải đấu, sự tự tin, kỹ thuật và tốc độ phi thường của tài năng sinh năm 1998 đã mang đến nỗi khiếp sợ cho mọi hàng phòng ngự. Các bạn vừa xem lại trận đấu Kylian Mbappe vượt Ronaldo và Messi lần đầu tiên lên đỉnh thế giới. Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn về trận đấu này vào phần bình luận bên dưới. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.